Chào mừng bạn đến với Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Tâm lý học về tiền. Sách cho ta thấy bài học vượt thời gian về sự giàu có, lòng tham và hạnh phúc. Quyển sách này dành cho ai? TK Book muốn gửi đến toàn bộ các bạn đang nghe vì đây là một quyển sách rất hay và phù hợp với tất cả mọi người. Bạn càng có nhiều kiến thức, bạn sẽ càng giàu có, phải không? Có lẽ, bí quyết tài chính thực sự không phải là một khoa học khó như bạn nghĩ. Không giống như trong các lĩnh vực khác, trong lĩnh vực tài chính, một nhân viên trạm xăng không tên tuổi với trình độ học vấn trung học có thể kiếm được hàng triệu USD, trong khi một giám đốc tài chính nổi tiếng được đào tạo tại Harvard bị phá sản. Tất cả đều tập trung vào hành vi. Cựu nhà báo tài chính Morgan sẽ khám phá lý do tại sao tâm lý học liên quan nhiều đến kết quả tài chính tích cực hơn là kỹ năng toán học của bạn, tìm hiểu mối quan hệ của bạn với tiền ảnh hưởng như thế nào đến mọi khía cạnh tài chính của bạn. Giới thiệu về tác giả, cựu phóng viên tài chính. Ông Morgan Share đã viết cho Thomas Leifun và The Wall Street Journal. Anh ấy hiện là đối tác của Collaborative Fund. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Sau đây là bản sách tóm tắt do Cộng sự TK Book thực hiện. Thứ nhất, kiến thức tài chính không đảm bảo sự giàu có bền vững. Năm 2014, nhân viên gác cổng kiêm nhân viên trạm xăng Ronald Reed của Vermont qua đời ở tuổi 92, để lại khối tài sản hơn 8 triệu USD. Anh ta đã không trúng xổ số hay thừa kế bất kỳ khoản tiền nào. Anh ấy bỏ số tiền có thể sang một bên, đầu tư vào các công ty đã thành danh và để khối tài sản của mình tích lũy dần theo năm tháng. Ngược lại, một giám đốc điều hành tài chính được đào tạo tại Harvard, người được tạp chí kinh doanh đánh giá là thành công khi ở tuổi 30, đã phá sản. Thành công của một người và thất bại của người kia không liên quan gì đến kiến thức tài chính của họ. Nó tập trung vào sự kiên nhẫn và lòng tham. Chỉ trong ngành tài chính, hành vi của con người mới có thể dẫn đến những kết quả khác nhau như vậy. Một bác sĩ phẫu thuật được đào tạo sẽ luôn thực hiện phẫu thuật tim tốt hơn một người không có kiến thức y tế. Trong lĩnh vực tài chính, bạn có thể biết các quy tắc về lãi suất và định giá doanh nghiệp. Nhưng hành vi của bạn, cũng như sự may mắn, đóng một phần lớn hơn vào thành công của bạn hơn là kiến thức của bạn. Thứ hai, may mắn và rủi ro đóng một phần như thế nào trong cuộc sống và thành công tài chính của bạn. Bill Gates thật may mắn khi trường trung học mà ông theo học có một chiếc máy tính. Một giáo viên toán và khoa học đã vận động câu lạc bộ các bà mẹ của trường sử dụng số tiền bán lục lọi để cho thuê một cái. Đó là cơ hội có một trong một triệu. Gates thừa nhận rằng nếu không có kinh nghiệm của ông ở trường trung học, Microsoft sẽ không bao giờ tồn tại. Ken Evans là bạn học và là bạn thân của Gates. Anh ấy cũng là một trong những người may mắn được làm việc cùng Gates trong phòng máy tính của trường. Tuy nhiên, anh ấy không bao giờ trở thành đối tác của Microsoft vì anh ấy đã chết trong một tai nạn leo núi trước khi kết thúc trường trung học. Tỷ lệ xảy ra thảm kịch này là 1/1 triệu. Khi được hỏi về yếu tố không thể biết trong đầu tư mà ông muốn biết, nhà kinh tế học Robert Hille trả lời, vai trò chính xác của may mắn, trong khi ít người phủ nhận rằng may mắn tồn tại trong đầu tư, thì ít người sẵn sàng chỉ ra những người đã từng trải qua may mắn đó. Nếu bạn chỉ ra ai đó may mắn, bạn có thể có vẻ nhỏ mọn. Tin rằng vận may của bản thân là kết quả của sự may mắn thay vì làm việc chăm chỉ có thể khiến bạn cảm thấy chán nản. Sự hai mặt của may mắn và rủi ro tồn tại hầu như không cần suy nghĩ. Người khác mất mát là do quyết định tồi trong khi tổn thất của chính bạn là do bạn dám mạo hiểm. Tính hai mặt tương tự tồn tại trong dịch vụ khách hàng, nơi khách hàng luôn đúng và đồng thời không biết họ muốn gì. Ranh giới giữa táo bạo và liều lĩnh có thể rất mỏng. Hãy thận trọng khi cho rằng sự chăm chỉ và khả năng phán đoán của bạn là cơ sở cho mọi kết quả tài chính của bạn. Để quản lý tiền của bạn, hãy tìm kiếm thông tin theo các mô hình và xu hướng thay vì tìm kiếm thông tin chi tiết trong một câu chuyện trên bìa tạp chí về một tỷ phú. Ngoài ra, hãy nhớ rằng một vài giao dịch mua cổ phiếu tốt thường mang lại phần lớn thu nhập. Điều này có nghĩa là bạn có thể sai nhiều hơn bạn đúng và vẫn vượt lên dẫn trước. Ví dụ, các nhà đầu tư mạo hiểm kỳ vọng rằng trong số 50 khoản đầu tư, 25 khoản sẽ thất bại và một hoặc hai khoản làm ăn đủ tốt để lấp đầy kho bạc của công ty. Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp có vẻ rủi ro. Nhiều người nghĩ rằng đầu tư vào các công ty lớn, ổn định là lựa chọn an toàn hơn. Nhưng trên thực tế, bạn có khả năng thua hoặc thắng, đặt cược vào các công ty đại chúng lớn khi mới thành lập. JP Morgan Asset Management đã xem xét lợi nhuận của chỉ số Russell 3000, bao gồm một loạt các công ty đại chúng lớn kể từ năm 1980. Họ phát hiện ra rằng 40% cổ phiếu mất giá 70% và không bao giờ lấy lại được giá trị của chúng.
Điều khiến chỉ số đa dạng hóa nổi lên chỉ là 7% số công ty được bao gồm trong đó. Thứ ba, kinh nghiệm sống của bạn hình thành cách nhìn của bạn về thế giới và tiền bạc. Một nghiên cứu của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia cho thấy trải nghiệm của mọi người ảnh hưởng đáng kể đến cảm xúc của họ đối với tiền bạc. Nếu bạn là một thanh niên trưởng thành trong thị trường tăng giá, bạn có nhiều khả năng đầu tư vào cổ phiếu hơn những người lớn lên trong một thị trường chậm chạp hơn. Những kinh nghiệm của bạn có thể khiến bạn đưa ra những quyết định chu đáo mà đối với người khác có vẻ như là lố bịch. Đối với một đứa trẻ của những bậc cha mẹ giàu có, rủi ro có một ý nghĩa rất khác so với đứa trẻ của những bậc cha mẹ nghèo. Các quyết định đầu tư của người dân được gắn chặt với kinh nghiệm mà các nhà đầu tư đó đã có trong thế hệ của họ. Ngoài sự khác biệt về thế hệ, văn hóa và tài chính giữa mọi người, nhiều khía cạnh của đầu tư cá nhân là những bổ sung gần đây. 401, ca phổ biến không tồn tại trước năm 1978, RORA xuất hiện vào năm 1998, cũng như những trải nghiệm khác định hình mối quan hệ của bạn với tiền bạc. Những lựa chọn bạn đưa ra là kết quả của sự tương tác của bạn, hoặc thiếu nó, với một số công cụ tài chính, có nghĩa là các quyết định tài chính của bạn thường mang tính cá nhân hơn là hợp lý về mặt thống kê. Thứ 4, chấp nhận rằng bạn có đủ là một bài học quý giá. Các quyết định tài chính theo cảm tính có thể gây tác động xấu khi bạn dựa trên số tiền mà người khác sở hữu. Những người không hài lòng với những gì họ có thể dễ dàng đánh mất tất cả trong khi nắm bắt nhiều hơn. Rajat Gupta sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở Kolkata, Ấn Độ, là cựu CEO của McKinsey, tài sản trị giá 100 triệu USD vào năm 2008. Không bằng lòng, anh ta sử dụng thông tin nội bộ để kiếm 17 triệu USD nhanh chóng. Ủy ban chứng khoán và giao dịch đã có một công việc dễ dàng kết tội anh ta và đưa anh ta vào tù. Bernie Madoff bị kết tội điều hành một kế hoạch lừa đảo trong hai thập kỷ, đã có một công ty đầu tư thành công và hợp pháp trước những hành động gian lận của mình. Một khía cạnh kinh doanh hợp pháp của anh ấy đã kiếm được hơn 25 triệu đô la mỗi năm. Theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, anh ta cực kỳ giàu có, nhưng anh cảm thấy mình chưa đủ. Thế giới tràn ngập những người trông có vẻ khiêm tốn nhưng thực sự giàu có và những người trông giàu có đang sống trong bờ vực vỡ nợ. Trong cả hai trường hợp, những người đàn ông đánh mất những gì họ có vì họ muốn nhiều hơn nữa, đạt được một mục tiêu tài chính và sau đó thực hiện một mục tiêu cao hơn có thể trở thành một quá trình không bao giờ kết thúc. Một phần của vấn đề này bắt nguồn từ thực tế là chủ nghĩa tư bản vượt trội trong việc tạo ra sự đố kỵ. So sánh tài chính của bạn với người khác là một trận thua, cảm thấy rằng bạn có đủ, ngay cả khi nó ít hơn người khác có, là cách để giành chiến thắng. Thứ năm, kiếm tiền đòi hỏi một bộ kỹ năng, giữ tiền đòi hỏi một bộ kỹ năng khác. Chấp nhận rủi ro là một phần cần thiết của việc kiếm tiền, nhưng để giữ được tiền của bạn, hãy giữ sự khiêm tốn và sợ hãi. Nhà báo truyền hình Charlie Rowe từng phỏng vấn Michael Moritz, người lãnh đạo công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital. Công ty đã thành công trong 4 thập kỷ, không giống như nhiều công ty khác đã sụp đổ trong vòng một thập kỷ. Khi được hỏi về tuổi thọ của công ty, Moritz cho rằng đó là do sợ bị phá sản. Mặc dù bản chất công ty phải chấp nhận rủi ro, nhưng Sequoia Capital không cho rằng những thành công trong quá khứ của nó sẽ tái hiện trong tương lai. Hãy chuẩn bị và hy vọng rằng kế hoạch của bạn sẽ không thành hiện thực theo cách mà bản tính của bạn hình dung. Cung cấp một biên độ an toàn cho phép bạn linh hoạt khi sự ngẫu nhiên của cuộc sống, chính trị hoặc kinh tế ảnh hưởng đến kết quả mong muốn của bạn. Chiến lược này giúp bạn tăng cơ hội thành công khi chấp nhận rủi ro. Nếu tôi phải tóm tắt thành công về tiền bạc trong một từ thì đó sẽ là sự sống sót. Một số nhà đầu tư cố gắng phòng ngừa bằng cách nghiên cứu quá khứ. Mặc dù lịch sử cung cấp thông tin về những diễn biến bất ngờ trong quá khứ, nhưng nó không nói trước được tương lai. Thực tế là những tình huống mới, chưa từng có kinh nghiệm xảy ra liên tục. Đầu tư dựa trên các sự kiện lịch sử cũng bỏ qua những thay đổi nhanh chóng của thế giới ngày nay. Lấy ví dụ như đầu tư mạo hiểm, VC. Khi Ficker Knight thành lập Knight, ý tưởng về các công ty VC không tồn tại. Chỉ dựa vào thông tin của thế hệ trước là vô ích. S&P 500 đã thêm cổ phiếu tài chính đầu tiên vào năm 1976. Cổ phiếu công nghệ thậm chí còn không tồn tại. Ngày nay, cổ phiếu tài chính và công nghệ chiếm hơn 35% trong S&P 500. Điều không thay đổi theo thời gian là cách mọi người phản ứng với sự hám lợi và căng thẳng. Thứ 6, đừng để những người có mục tiêu tài chính khác hướng dẫn các quyết định tài chính của bạn. Việc tiết kiệm những khoản tiền nhỏ thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sự giàu có cuối cùng của bạn như thế nào là ngược lại. Nó tương tự như sự phát triển của ổ cứng lưu trữ. Trong 70 năm qua, ổ cứng lưu trữ đã mở rộng thêm 30 triệu. Ngay cả gần đây nhất là năm 2004, Bill Gates đã đặt câu hỏi tại sao người dùng Gmail lại cần 1 GB dung lượng lưu trữ. Warren Buffett thực hiện khoản đầu tư đầu tiên cách đây 75 năm. Khi bắt đầu đầu tư nghiêm túc, anh ấy là một đứa trẻ lên 10 ở tuổi 30. Giá trị tài sản ròng của anh ấy là 1 triệu đô la.
Mục tiêu không phải là tìm cổ phiếu trị giá 1 triệu mà là tìm các khoản đầu tư có lợi nhuận khá tốt mà bạn có thể nắm giữ lâu dài. Một chút tăng trưởng đóng vai trò là nhiên liệu cho sự phát triển trong tương lai. Hiện tượng bong bóng trên thị trường nhấn mạnh điều gì có thể xảy ra khi tư duy ngắn hạn trở nên phổ biến. Bong bóng hình thành và vỡ ra vì nhiều lý do, nhưng lòng tham đóng một vai trò quan trọng. Khi bong bóng thị trường cổ phiếu và nhà đất vỡ ra, họ đã loại bỏ lần lượt 6,2 nghìn tỷ USD và 8 nghìn tỷ USD của cải. Ngoài yếu tố tham lam, cả hai tình huống đều liên quan đến những người thay đổi chiến lược đầu tư của họ dựa trên hành động của những người có mục tiêu hoàn toàn khác. Khái niệm cổ phiếu có giá hợp lý là không hợp lý. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn muốn kiếm tiền vào buổi chiều trên cổ phiếu được mua vào buổi sáng, trả 60 đô la cho mỗi cổ phiếu của Cisco vào năm 1999 có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Mức giá này đã tăng 300% so với năm ngoái. Nhưng đối với các nhà đầu tư dài hạn, việc lắng nghe các chuyên gia giao dịch trong ngày và mua theo đó là một tai họa. Ý chính thứ bảy và cũng là cuối cùng, các cố vấn tài chính cung cấp thông tin có giá trị, nhưng quyết định cuối cùng là ở bạn. Các cố vấn tài chính có kiến thức quan trọng, bao gồm cả chân lý chung về tiền bạc. Tuy nhiên, mỗi cá nhân phải tự quyết định con đường mình phải đi. Những điểm sau đây có thể giúp bạn suy nghĩ về mục tiêu của mình. Tiết kiệm tiền thay vì phô trương, để tạo ra của cải, bạn phải tiết kiệm tiền của mình. Điều này có thể yêu cầu bạn phải kiểm soát cái tôi của mình. Bất kể thu nhập của bạn là gì, một chiếc xe hơi mới hay một ngôi nhà sang trọng sẽ cản trở sự giàu có trong tương lai của bạn. Xác định rủi ro bạn có thể chấp nhận mà vẫn ngủ vào ban đêm. Rủi ro cao hơn thường đi kèm với lợi nhuận lớn hơn. Một số người muốn điều này. Tuy nhiên, nếu bạn gặp rủi ro bất lợi và quyết định của bạn khiến bạn trằn trọc nhiều đêm, thì hãy suy nghĩ lại về chiến lược của mình. Tăng thời gian đầu tư của bạn, chiến lược này là cách tốt nhất để cân bằng các khoản lỗ và tăng trưởng. Đảm bảo rằng các mục tiêu tiền bạc của bạn cho phép bạn tự do, một yếu tố được xác định của hạnh phúc là có quyền kiểm soát cuộc sống của bạn. Ngay cả những khoản tiết kiệm nhỏ cũng có thể cho phép bạn tự do, chẳng hạn như khả năng ở nhà không làm việc khi bạn bị ốm. Số tiền tiết kiệm lớn hơn có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa việc nhận một công việc bạn không muốn hoặc chờ đợi một công việc bạn sẽ thích. Hãy khiêm tốn, hãy nhớ rằng bạn sẽ nhận được sự ngưỡng mộ mà bạn muốn từ lòng tốt và sự khiêm tốn, không phải từ một chiếc Rolex mới. Thay đổi quan điểm của bạn về tiết kiệm theo truyền thống, bạn có thể đã tiết kiệm tiền cho một mục đích cụ thể. Tương lai có thể mang đến bất kỳ tình huống khẩn cấp nào chưa biết. Nếu bạn tiết kiệm cho những ẩn số như vậy, bạn sẽ có cơ sở tốt hơn để xử lý chúng. Tính toán rủi ro của bạn, rủi ro có thể mang lại lợi ích theo thời gian, nhưng rủi ro kéo dài quá mức có thể hủy hoại bạn. Biết mục tiêu tài chính của riêng bạn, không cho phép người khác, kể cả cố vấn tài chính của bạn hoặc một chuyên gia truyền hình, đưa ra các lựa chọn tài chính của bạn, đảm bảo rằng các quyết định bạn đưa ra phù hợp với những gì bạn muốn và cần. Cảm ơn bạn đã nghe sách bản tóm tắt ngắn mà TK Book thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có nhớ được một trong các ý chính sau không? Bạn có thể bình luận vào YouTube hoặc Facebook. Kiến thức tài chính không đảm bảo sự giàu có bền vững. May mắn và rủi ro đóng một phần như thế nào trong cuộc sống và thành công tài chính của bạn? Kinh nghiệm sống của bạn hình thành cách nhìn của bạn về thế giới và tiền bạc. Biết khi nào bạn có đủ là một bài học quý giá. Kiếm tiền đòi hỏi một bộ kỹ năng, giữ tiền đòi hỏi một bộ kỹ năng khác. Đừng để những người có mục tiêu tài chính khác hướng dẫn các quyết định tài chính của bạn. Các cố vấn tài chính cung cấp thông tin có giá trị, nhưng quyết định cuối cùng là ở bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được Cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 15.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, bạn có thể nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.